Đây là một số kỷ vật mang tính chất riêng tư, nên họ đã trả lại cho con. Giờ thì mẹ thấy thích hợp để mẹ trao lại cho con rồi. Bố mẹ chưa bao giờ dở ra xem, nhưng mẹ có nghe một số chuyện về bà ấy. Bố con bị tai nạn mất sớm. Mẹ của con đã phải làm đủ mọi nghề để mưu sinh, kiếm sống nuôi con. Mẹ con yêu con nhất vì con là niềm hy vọng duy nhất của bà ấy.